lộ ảnh mới nhất của phi nhung đang được điều trị tích cực tại mỹ phi nhung được cho là vẫn còn sống tất cả chỉ là màn kịch dư luận điều này đang khiến nhiều người hoang mang tột độ cụ thể trên mạng liên tục gần đây đồng đáng thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng ca sĩ phi nhung vẫn còn sống bên mỹ nhưng cô tạm thời ở ẩn nhưng tất cả xảy ra chỉ là đánh lừa dư luận và rất có thể phi nhung sẽ sống một cuộc sống không còn là một cô ca sĩ nữa mà chỉ là một người bình thường người chết sẽ được hồi sinh trong tương lai nhờ sự tiên tiến của khoa học công nghệ đó là niềm tin về thế giới bí ẩn của một số người một phần trong chúng ta tin rằng chết là dấu chấm hết của cuộc đời một con người còn một số người cho rằng cuộc sống sau khi chết là sự tồn tại của linh hồn khi thân xác tiêu biến sẽ còn lại một cái gì đó huyền bí vẫn chưa được chứng minh bằng khoa học tuy nhiên đối với những người bị ám ảnh bởi kỹ thuật đông lạnh một cuộc sống thứ hai hay chính xác hơn là một cuộc sống được hồi sinh sau khi chết sẽ thành công trong tương lai họ coi đây là một công nghệ kỳ diệu sau khi chết thậm chí tiến đến sự bất tử để đăng ký tham gia sử dụng phương pháp sống lại một khách hàng phải trải qua những thủ tục phức tạp tại mỹ trước tiên bạn phải có giấy chết hợp pháp nếu không những người bảo quản xác sẽ bị mang tội giết người hoặc trợ tử Tiếp theo các kỹ thuật viên tiêm một liều thuốc làm tim ngừng đập và khách hàng sẽ chết lâm sàng. Toàn thân xác được bảo quản một lớp làm lạnh, làm khí quản hay tật quản cùng các nội quan không bị đóng băng khi nhiệt độ xuống quá thấp. Cuối cùng cơ thể sẽ được bảo quản trong ni tơ lỏng với nhiệt độ khoảng âm 200 độ C và sau đó từng ngày chờ đợi sự phát triển của y học thế giới. Đa số các công ty thực hiện việc này đều yêu cầu mức giá khoảng 2 tỷ trở lên. Ngoài ra khách hàng phải cam kết nộp vào khoảng 6,2 triệu đồng mỗi năm